Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin của truyền hình Đời Sống Pháp Luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bản tin do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát đi trưa mùng 7 tháng 7, tại trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7, một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6 tháng 7 và dự thi môn văn vào sáng ngày 7 tháng 7. Một em khác thi tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 Ngất Xỉu, kết quả test nhanh dương tính với nCoV. Trong khi trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thí sinh và chỉ những em có kết quả âm tính mới được dự thi. Điều này khiến nhiều người thắc mắc khi thành phố ghi nhận các trường hợp dương tính trong 2 ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp. Lý giải về việc này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, với trường hợp thí sinh tại trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7, trong đợt xét nghiệm sàng lọc COVID-19 vào hôm 3 tháng 7, thí sinh này nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do đó, ngày 6 tháng 7, em đến trường làm thủ tục dự thi như bình thường. Tuy nhiên, cũng trong ngày 6 tháng 7, thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại nơi cư trú, quận 4, kết quả xét nghiệm mẫu gộp cho kết quả dương tính. Sau đó, HCDC tiến hành xét nghiệm mẫu đơn đối với thí sinh này, kết quả vẫn cho ra dương tính. Ngay sau đó, sáng ngày 7 tháng 7, HCDC đã thông báo về nơi em cư trú, quận 4. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Như vậy, sau nhiều lần có kết quả dương tính và âm tính ở các lần xét nghiệm khác nhau, vào chiều ngày 7 tháng 7, thí sinh này vẫn làm bài thi môn toán bình thường để đảm bảo quyền lợi. Dự kiến trong ngày 7 tháng 7, mẫu xét nghiệm của em sẽ có kết quả cuối cùng để xác định em có mắc COVID-19 hay không. Sáng mùng 8 tháng 7, tại một số chợ, điểm bán lẻ xung quanh chợ ở thành phố Hồ Chí Minh như Xóm Chiếu quận 4, Bùi Văn Ba, Tân Mỹ quận 7, lượng khách hàng đến mua sắm đông so với những ngày trước. Theo ghi nhận, giá các loại thịt, cá, rau củ đều tăng mạnh. Cụ thể, giá rau cải xanh, cải ngọt ở mức 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg, tăng gần 20.000 đồng so với thời điểm một tuần trước. Dưa leo lên đến 40.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg. Rau mùng tơi là 35.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg, xà lách là 60.000 đồng 1 kg, bắp cải tăng vọt lên 40.000 đồng 1 kg. Song song với đó, giá thịt heo, cá tại chợ cũng tăng mạnh, sườn non lên đến mức 180.000 đến 200.000 đồng 1 kg thay vì 170.000 đồng như trước. Ba rọi là 150.000 đồng đến 160.000 đồng, nạc vai từ 130.000 đồng đến 140.000 đồng. Cá lóc tăng gấp đôi ngày thường lên đến 120.000 đồng 1 kg. Tôm là 230.000 đồng 1 kg. Theo một số tiểu thương, do chợ đầu mối đóng cửa, hàng về khan hiếm, quá trình vận chuyển rau củ thịt cá trở nên khó khăn và tốn kém hơn, do đó giá bị đẩy lên. Chính phủ Nhật Bản quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo do số ca Covid-19 tiếp tục tăng, nhiều khả năng Olympic sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Hôm 7 tháng 7, Tokyo công bố ghi nhận thêm 920 ca Covid-19, đánh dấu mức cao nhất tại đây kể từ ngày 13 tháng 5. Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ áp dụng tình trạng khẩn cấp từ ngày 12 tháng 7 và kéo dài đến ngày 22 tháng 8. Tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra sau cuộc họp của cơ quan chức năng hôm 8 tháng 7. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận sự gia tăng của số ca nhiễm. Thủ tướng khẳng định sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để kiểm soát sự lây lan của virus. Đây là quyết định tình trạng khẩn cấp lần thứ tư do Covid-19 của chính phủ Nhật Bản từ tháng 4 năm 2020. Quyết định này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức Olympic Tokyo.